bách điều quy sản, trăm khe ngàn suối dồn vào một sông, ơn tổ tiên vun trồng công đức tụ tinh thần, vằng vặc ngàn xưa con nhớ cầu âm thề nguyên xưa. Ngọn mà không gốc nơi cơ đồ vững sao, nhớ tổ tiên đời đời khói cửa họ ta, dòng dõi châm oanh tới ngày nay, nức tiếng thơm dành sáng rọi sơn hà cầm tu đức sáng cùng vũ trụ bao la này ơn nhờ sáng rọi lòng sáng rọi lòng ta, ơn dòng sữa mẹ không cha ai từng thuyền cập bến, nhờ tay người lái ơn mở đường dẫn nghe lối, từ xưa con nhớ ơn ông bánh tàu cao dày. Bánh tổ cao dày, nhờ ơn có tổ như cây có cành, tuy không được trường sinh vinh kế cũng mở đường, thế hệ mai sau có trăm năm một cuộc bể rồi cũng bạc đầu không xa, chim không tổ như nhà không mái tường ra đường, ruột nghe dối từng ven này hỏi rừng người ở tiên nói rằng nay người ở cung tiên hay về thoại phủ trời miền sáng tân, cõi u minh hàn lâm xứ sở dốc trầm trầm, cơ mộ thu liễu cách dương quan tấu tiền
giọt nước xương xa lạnh lùng. Giọt nước xương xa lạnh lùng, sau muôn địa hoa rừng giá thảo tượng Phật từ hướng ý đạo rước lên ngày hôm nay trời tây trúc tòa tòa sen, ngựa xin chắc giáo về miền dương gian, thăm con cháu thăm làng xóm cũ thăm phố phường dòng họ gần xa có nơi ăn chốn ở trong nhà suy thời phù hộ thịnh đa mừng. Chôn ở trong nhà suy thời phù hộ tình đà mừng vui, ứng mộng chim biết nghe người hiền hiện thiết lô hương lập điện tại gia có không ở tại lòng. Nhan thạch quy định hiện nay kỳ nhiên phượng hoan trương ngôn hành do thập nhị thiên vương hữu long chầu thập bát sơn thần phàm tâm hữu đạo à giải thông danh nhan vô bất đạt Việt Nam quốc Hà Nội thành phố cư tại số nhà 21 ngách 99 trên 110 trên 66 đỉnh Tông Hạ Tổ 15 quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội thượng phụng Phật thanh hiền cung mạc đồng thiền tu thiết lễ nghi đoàn giá dương đồng tiên dâng tài mã cầu an bản mạnh kim về thanh đồng trường phú thị sáu cờ vị đại tấu cho các đệ tử Phan Văn Vị 33 tuổi Thế Nguyễn Thị Yến 31 tuổi Lữ Tớ Phan A Thị Tường Vi 7 tuổi, Phan Thị Tường Quân 5 tuổi, Phan Quỳnh Anh 1 tuổi. Hợp đồng gia đặng cư tại số 13 ngõ 221, số nhà 1 phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội, đệ tử Nguyễn Sĩ Nguyên 24 tuổi, Nguyễn Đăng Thế, Bùi Thị Nham Thôn. Hà Linh gia đình cao hiện phù cử tỉnh Hưng Yên đệ tử Nguyễn Mạnh Quân 32 tuổi Hoàng Thị Nhị 27 tuổi Nguyễn Phúc Hiếu 5 tuổi số 18 ngách 54 ngõ Hòa Bình 7 phường Quỳnh Khai ngách 56 phường ngõ Hòa Bình 7 phường Minh Khai quận 23 Hà Nội đệ tử Phạm Hùng Tường 31 tuổi Phạm Thị Thu Hiền 31 tuổi Phạm Thị Tuệ An 4 tuổi Phạm Lâm Minh Lễ 1 tuổi phòng 408H1 tập thể khảo sát thiết kế điện phường Trung Tự quận Đông Đa Hà Nội đệ tử Nguyễn Thị Hương Vân 36 tuổi cung Hoàng Anh 36 tuổi cung Minh Tuấn 14 tuổi cung Thảo Diệp 8 tuổi số nhà 29 ngõ 278 phường Kim Giang phường Đại Kim quận Hoàng Mai Hà Nội thành tâm kinh lễ cung hành lễ tạ
nguyện cầu Phật thanh tăng thương phủ nụ tiên độ chỉ chức minh công đức độ chỉ cho thanh đồng đệ tử con được mạnh khỏe bình an gia chung trên thuận dưới hòa giải trừ vận nạn độc tài vững tiến gia đạo hưng long nhất tâm khấu đầu bay bảng lễ vi thành cũng thiên đệ nhị nhang tăng phẩm bạch cần phụ sơ mang kiến thân thượng đâu cũng thể nhà phụ chi tôn ngũ nhạc thần vương đại đế ngọc bè hạ thượng ngàn thanh mẫu đế mại đại vương hiệu thiết bạch anh quản thượng xuân tâm cung nguyên hạ thượng ngàn thanh mẫu bát bộ sơn trang thập nhị thiên đàng hoàng triều hoàng quận tiên cô thị tổng bộ trung cung bạc vũ thượng chứng minh sơn trang giang cách quy quy hai cách bách trần tiền vạn quỷ phổ quy quy cả quyền chính nhi tôn thể vật bất vi hủy tín thập đồng man vi thinh đại quy diệu xuân xuất tổ quỷ tâm sơ thi hòa hoạn văn tiêu từ thử giá dung khang các nhất thiết sở cầu tất giai quả toại đan thần hạ tình bất thăng cả mạ chi chi cần sơ thiên vận minh thần tiền các nhật thương thời thần hòa tham tượng tâu văn sơ tiên đạo lý trụ sơ đôi Phật thánh công đồng dụng bằng sắc
kỳ mái đảo nghe mưa cũng đầy tiên thanh lại đã mưa từ trời. Quả thực dâng lên đi băng trà, quả thực tiên nữ dâng lên lòng tin có mái thình tiên thiền vô cùng trùng trùng tiên tiên đáng được bao nhiêu để nhất thiết tiên lơ tăng vòng chia thắng sẽ làm mơ mất đủ về đồ khán giả pháp giới thăm ngân chân vật vừa tận giao thăm tủy sư kết thượng vân thành nghề công ngân chân vật vật tận nam mô ương mật cái bồ tát ta la tát nam mô ương mật cái bồ tát sa lon thanh gia hồi cung hiện thay nhớ chắc chết sông sơn dưới đỉnh chân nhang phần hội xuân thiên thượng đệ tử hiện thành nhiệt tài thiên lô phóng mạnh mạnh nhân luân tự tiên mang tập thương tích nhật ra dù miễn nạn tiêu tài chiến nam mô ương vân cái bồ tát a nam mô ương vân cái bồ tát a sa lon thanh gia hồi thanh mẫu đệ tam đi không thỉnh bởi thanh mẫu đệ tam mơ xích lân long tử đệ tử thoại cung chính đang lại ngàn lô nhiệt nhiệt minh vương sa do thủ mộng luyện vô ương thanh nghiêm chi tất nghiêm cường nhân chú biến thập phương nam mô ương vân cái bồ tát ta tát thanh mô ương vân cái bồ tát ta tát thanh mô ương vân cái bồ tát ta Sài Gòn thanh gia hồi vinh có nên chuyển xa đức công trần gì nhiều có nên chuyển xa quan quân thủy bộ đều là sơ sinh
Việt Nam đời trần khi lịch đế vương kế thế chỉ bình định phủ thiên trường tức mà địa danh sơn sơn hà dục tôi chung chung lên khám đôi bên xa